Thưa quý vị, trong năm 2022, thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số ở tất cả các trụ cột và bám sát định hướng xuyên suốt chuyển đổi số năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông là đưa hoạt động của người dân doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam. Theo đó, Đà Nẵng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp hạng nhất nhóm các tỉnh thành về chỉ số chuyển đổi số DTI năm 2021. Đây là năm thứ hai liên tiếp thành phố dẫn đầu ở chỉ số này Năm 2022 cũng là năm thứ ba liên tiếp thành phố Đà Nẵng vinh dự đạt giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam và hai giải chuyên đề thông minh là giao thông thông minh và các ứng dụng thông minh phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm thứ ba liên tiếp đạt giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 ở hạng mục cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc. Đến nay tại Đà Nẵng, 100% dịch vụ công đã được triển khai trực tuyến mức độ 4. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ đạt hơn 90%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 71% tích hợp 1.488 dịch vụ công lên cổng dịch vụ công quốc gia. 100% phường xã trên địa bàn thành phố đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tại từng thôn, tổ dân phố với gần 2.500 tổ và 13.000 thành viên. Thì hiện tại bây giờ thì đa số người dân đều đã có tài khoản công dân trực tuyến và là chủ động hơn trong cái việc là, là sử dụng công nghệ trong các công việc thường xuyên như bình thường thì chúng ta làm thủ công tuy nhiên bây giờ chúng ta đã chuyển qua là dùng công nghệ cũng công nghệ số để nhằm và phát triển cái kinh tế số, xã hội số. Để huy động nguồn lực xã hội tham gia đồng hành triển khai chuyển đổi số, vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số với các tập đoàn Viettel và FPT. Thành phố Đà Nẵng thì có một cái lợi thế rất lớn là nhiều năm đã được dẫn đầu trong cái đánh giá về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng cũng là một trong thành phố mà có cái việc triển khai rất sớm và thành công của chính phủ điện tử thì cả hai cái điều đó dẫn đến một cái cơ sở đầu tiên để giúp cho câu chuyện là cái triển khai thành phố thông minh được thành công chúng ta thấy rằng với sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố với hạ tầng công nghệ thông tin hoàn chỉnh với sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân thì chúng tôi tin tưởng rằng quá trình chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới chắc chắn sẽ thành công trong thời gian sớm nhất Bước vào năm 2023, Đà Nẵng xác định đây là năm tập trung khơi thông các nguồn lực thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông xác định năm 2023 sẽ là năm về dữ liệu, sẽ tập trung công bố và xây dựng cơ sở dữ liệu các bộ ngành địa phương để mở dữ liệu, kết nối, chia sẻ và an toàn dữ liệu. Thực tế, trong bối cảnh công nghệ phát triển như vũ bão, đòi hỏi mọi mặt của đời sống xã hội ngày càng gia tăng, Đà Nẵng cũng đang đứng trước nhiều thách thức về đổi mới công nghệ, hạ tầng, nhân lực và nhất là xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu để đáp ứng kịp thời yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Cơ sở dữ liệu chính là tài nguyên và chính là tài sản. Và ở bất kỳ một quốc gia hay một địa phương nào, chúng nếu có được cơ sở dữ liệu là sẽ là một trong những cái nguồn lực để cho sự phát triển. Hiện Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tiếp tục đặt ra mục tiêu tổng quát trong năm 2023 là triển khai mô hình thành phố thông minh toàn diện nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần cải thiện chất lượng phục vụ và công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền, hỗ trợ quản lý có hiệu quả đô thị và các nguồn tài nguyên của thành phố, hòa nhập vào mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0 trong doanh nghiệp và xã hội.